Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, chiếm khoảng 26% tổng số doanh nghiệp của thành phố. Số doanh nghiệp này hoạt động đa dạng ở các ngành lĩnh vực nhưng tập trung chủ yếu ở mảng thương mại dịch vụ. Không chỉ đóng góp phát triển kinh tế mà họ còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Nhận thấy điều này, ngành ngân hàng đã và đang đưa ra nhiều giải pháp về tài chính để gia tăng nội lực cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ, đến hết tháng 10 năm 2022, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt hơn 6.220 tỷ đồng với trên 600 khách hàng doanh nghiệp, chiếm gần 20% tổng dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng gần 19% so với cuối năm 2021. Đây cũng là mức tăng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên toàn địa bàn là hơn 15%. Đặc biệt, nằm trong khuôn khổ thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy chương trình cải cách bình đẳng giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, ADB đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn tài chính nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính một cách dễ dàng và đạt hiệu quả. Trong cái địa bàn Cần Thơ này, thì ngoài những cái đặc thù chung mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ mà chúng ta có thể thấy, thì thậm chí là có một cái điểm mà chúng tôi rất lưu ý là có cả phụ nữ dân tộc thiểu số. Đấy là một trong những cái đối tượng mà các hoạt động hỗ trợ của ADB cũng rất là quan tâm. Tại diễn đàn này, các nữ doanh nhân đã được các ngân hàng BIDV, SHB và Agribank giới thiệu về các sản phẩm chính sách tín dụng cũng như các quy trình và các hỗ trợ dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Trong đó, BIDV còn phối hợp với ADB đưa vào vận hành nền tảng số SMEG kể từ ngày 8 tháng 12, nhằm giúp cho việc quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ngày càng tốt hơn. Tôi thấy có rất là nhiều cơ hội dành cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Chúng tôi cũng rất là mong muốn được tạo điều kiện để có những tài chính để tiếp tục phát triển và vực dậy cái doanh nghiệp của mình qua cái tình hình dịch bệnh. Chúng tôi sẽ trực tiếp gặp gỡ các ngân hàng và các hội viên có nhu cầu sẽ trình bày thực tiễn về cái nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình để hai bên cùng nhau sẽ tiến tới làm việc và để tiếp cận các cái gói vay ưu đãi cho nữ chủ doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh trong điều kiện kinh tế có những biến động khó lường, khu vực kinh doanh do phụ nữ làm chủ thường có khả năng bền vững hơn. Việc được tạo điều kiện để có thể tiếp cận nguồn tài chính kèm theo các giải pháp hỗ trợ từ ADB và các đơn vị liên quan sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại thành phố Cần Thơ tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch.